Xin chào quý vị khán giả đến với kênh YouTube của Hải Yến iCare. Tôi là bác sĩ Nguyễn Trương Tường Duy. Hôm nay rất vui được chia sẻ với quý vị khán giả về chuyên đề kiểm soát cận thị ở trẻ em bằng atropin liều thấp. Tỷ lệ trẻ em mắc tật khúc xạ cận thị trên toàn thế giới hiện tại không ngừng gia tăng. Và nếu như mà tuổi khởi phát càng thấp thì cái nguy cơ tăng cận càng nhanh. Cái việc tăng cận nhanh này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực của trẻ, bởi vì một số những cái biến chứng của cận thị có thể xảy ra như là bệnh lý glaucoma hay còn gọi là bệnh lý cườm nước. Thứ hai là có thể là bị đục thủy tinh thể sớm. Và thứ ba đó là những cái bệnh lý liên quan đến thoái hóa võng mạc như là thoái hóa hoàng điểm hoặc là bong võng mạc. Mọi người cũng có biết là một độ cận tăng lên sẽ có thêm 67% nguy cơ tăng các bệnh lý về võng mạc do bệnh lý cận thị. Bạn có biết kính gọng mà trẻ đang sử dụng để cân bằng độ khúc xạ và để hỗ trợ cho trẻ nhìn rõ hơn thì không có khả năng kiểm soát tốc độ tăng cận. Chính vì vậy mà hiện tại có rất là nhiều những nghiên cứu để tìm ra các phương pháp có thể kiểm soát được tốc độ tăng cận hiệu quả. Thì một trong số đó đó là atropin liều thấp. Đây là một phương pháp tương đối an toàn, dễ sử dụng và hầu như là đạt hiệu quả cao nhất trong số các phương pháp. Phương pháp này được sử dụng rộng rãi trên rất nhiều quốc gia trên thế giới và cái lứa tuổi có thể sử dụng được loại phương pháp này đó là từ 6 cho tới 17 tuổi. Và bé chỉ cần nhỏ một giọt trước khi đi ngủ trong vòng từ 2 cho tới 3 năm để đạt hiệu quả điều trị cao nhất. Để biết trẻ có phù hợp với phương pháp nhỏ atropin liều thấp này hay không thì cần có một cái sự đo đạc và thăm khám kỹ lưỡng bởi các bác sĩ chuyên khoa về mắt. Và bác sĩ sẽ quyết định trẻ sử dụng phương pháp atropin liều thấp thôi hoặc là có thể kết hợp với các phương pháp khác để đạt hiệu quả tốt nhất cho trẻ. Hy vọng những thông tin vừa rồi có thể giúp cho mọi người hiểu về vấn đề kiểm soát cận thị hiện nay và chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc đôi mắt của các bé để các bé có một đôi mắt sáng khỏe trong tương lai nhé. Hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi kênh và ấn chuông thông báo để nhận được những thông tin mới nhất từ Hải Yến iCare nhé.